trong cuộc đời mỗi người đều đầy rẫy những hoàn cảnh, nghịch cảnh. Không ai giống ai, là những thử thách từ Đức Chúa Trời. Mỗi hoàn cảnh có mục đích riêng của nó. Mỗi cá nhân, gia đình, làm ra của cải có thể được vui hưởng và sử dụng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trí khôn loài người không thể giải thích mọi sự, chỉ làm theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời tốt hơn là thực hành sự ngu dốt của loài người. Vì đối với tính chắc chắn của sự chết, không có cách nào để thoát ra, và nó phải thôi thúc chúng ta hưởng đời sống bây giờ và tận dụng mọi cơ hội Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Những người nông dân hàng năm cứ vào đầu vụ trồng trọt, người nông dân lại ra đồng làm việc. Họ cày, xới và gieo hạt. Sau đó, họ lùi lại và chờ đợi Chúa thực hiện phần việc của Ngài và mang mưa đến. Nếu trời không mưa và cây chết, họ phải bắt đầu lại quy trình. Họ không từ bỏ hy vọng mà trồng đi trồng lại cho đến khi mùa màng bội thu và đầy kho. Đây là cách đạt được thành công. Mặt khác, nếu người nông dân ra ngoài vào đầu mùa trồng trọt và nói: tôi không thấy gió hay mây, trời có thể sẽ không mưa, vậy tại sao phải trồng cây? Thì anh ta chắc chắn sẽ không gặt hái được bất kỳ vụ mùa nào. Nếu anh ta đợi những điều kiện hoàn hảo đến thì có thể đã quá muộn, và người nông dân sẽ hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội của mình. Trong Truyền Đạo đoạn 11 câu 4 chúng ta đọc: ai xem gió sẽ không gieo, ai xem mây sẽ không gặt. Người nông dân phải trồng trọt với niềm tin rằng mưa sẽ đến, nếu không anh ta sẽ không bao giờ bắt đầu hoặc không bao giờ được hưởng thành quả lao động của mình. Tương tự như vậy, khi Đức Chúa Trời đặt một ý tưởng vào lòng chúng ta hoặc chúng ta cảm thấy được kêu gọi làm điều gì đó, chúng ta không thể trì hoãn mọi việc cho đến khi điều kiện vừa ý. Đôi khi chúng ta nói: tôi sẽ làm khi có nhiều thời gian hơn, hoặc tôi sẽ làm điều đó khi tôi có nhiều tiền hơn, hoặc vân 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 vân. Điền vào bất kỳ lý do nào trong số rất nhiều lý do khác đang kìm hãm chúng ta trong cuộc sống. Thay vào đó, trong sách Truyền Đạo, Salomon dạy chúng ta phải có đức tin và thực hiện bước đầu tiên, ngay cả khi chúng ta không thể biết cuối cùng mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Không ai nên chờ đợi điều kiện lý tưởng rồi mới bắt đầu công việc mà Đức Chúa Trời kêu gọi họ làm. Người nông dân sẽ không bao giờ gieo hạt giống nếu anh ta luôn chờ đợi cơn gió lành. Anh ta sẽ không bao giờ bắt đầu thu hoạch nếu anh luôn quan sát những đám mây, và anh sẽ không có thu hoạch nếu anh ta không gieo hạt giống. Không có thời điểm hoàn hảo để gieo hạt, vì thời điểm của chúng ta không giống với thời điểm của Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thời điểm của Đức Chúa Trời là hoàn hảo. Truyền Đạo đoạn 3 câu 1 nói rằng: phàm sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định. Chúng ta có thể gieo hạt giống dưới hình thức tài năng, năng khiếu, tài chính, chức vụ, gia đình, các mối quan hệ của mình. Khi Chúa sẵn sàng đưa chúng ta vào một kế hoạch mới, chúng ta có thể thấy rằng hoàn cảnh của mình lúc đó không thực sự lý tưởng. Trên thực tế, điều thường xảy ra trong mùa trồng trọt, gieo hạt là chúng ta sẽ thấy mình đang trải qua cuộc chiến thuộc linh khốc liệt, vì kẻ thù không muốn chúng ta thành công trong những gì Chúa muốn chúng ta làm trong mỗi cuộc đời chúng ta. Hắn không muốn chúng ta thừa nhận được phước lành của mình từ Chúa, nhưng hãy tiếp tục và gieo hạt giống đó ngay cả khi điều kiện không hoàn hảo. Đừng xem gió để gieo, cũng đừng xem mây để gặt. Sự thật của vấn đề là hoàn cảnh của chúng ta không phải là điều quyết định thời điểm của Chúa. Nếu chúng ta chờ đợi điều kiện hoàn hảo, chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành được việc gì. Vì vậy, đừng tập trung vào hoàn cảnh của mình, mà thay vào đó hãy tập trung vào
Đức Chúa Trời và những gì Ngài đang làm trong cuộc đời chúng ta khi Ngài đưa chúng ta từ mùa gieo hạt đến mùa gặt hái, nhận được phước lành của mình từ Chúa. Trong các vua nhất, đoạn 18, tiên tri Eli thông báo rằng Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt một đợt hạn hán nghiêm trọng đã hoàn thành vùng đất Israel trong nhiều năm. Ông nói với vua Ahab, hãy đi ăn và uống vì có tiếng mưa lớn. Nhưng Ahab không nhìn thấy đám mây nào trên trời nên ông đứng yên tại chỗ. Nhưng Eli tin rằng sắp có mưa nên ông sai người đầy tớ của mình đi quan sát bầu trời 7 lần cho đến khi cuối cùng người đầy tớ báo cáo rằng có một đám mây nhỏ trên bầu trời. Chẳng mấy chốc trời bắt đầu đổ mưa và Ahab, người không tin trời sẽ mưa, đã bị mắc kẹt trong cơn bão. Đời sống là một cuộc mạo hiểm, hãy sống bằng đức tin. Đời sống là một sự ban cho, hãy vui hưởng. Đời sống là một trường học, hãy học những gì bài học của chính mỗi chúng ta. Đời sống là một chức quản gia, hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Trích dẫn trong sự giảng dạy từ mục sư Rick Warren. Đời sống là một cuộc mạo hiểm của đức tin và mỗi người trong chúng ta giống như một người lái buôn, đầu tư hôm nay vào những gì sẽ có lợi của ngày mai. Chúng ta giống như người nông dân gieo các loại giống khác nhau ở những phần đất khác nhau, tin cậy Đức Chúa Trời để được vụ mùa. Nếu chúng ta lo lắng về việc gieo, về việc gió đánh ngã cây trên chúng ta hoặc mây làm chúng ta ướt vì mưa, chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành việc gì. Khi bạn nhìn đời sống dưới mặt trời, mọi sự dường như vô nghĩa, nhưng khi bạn biết Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa mình thì công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Đời sống là một trường học và chúng ta phải khiêm nhường học mọi điều có thể. Sách học của chúng ta là Kinh Thánh và Đức Thánh Linh là thầy giáo của chúng ta. Khi nào đấng yên ổn sẽ đến là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Đức Thánh Linh có thể sử dụng những thầy giáo loài người có tài để chỉ dạy chúng ta, nhưng Ngài muốn dạy chúng ta trực tiếp từ lời Ngài. Chúng ta yêu mến luật pháp Chúa biết bao, chọn ngày chúng ta suy gẫm luật pháp ấy. Các điều răn Chúa làm cho chúng ta khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch mình. Vì các điều răn ấy ở cùng chúng ta luôn luôn, chúng ta có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy chúng ta. Vì chúng ta suy gẫm các chứng cớ của Chúa, chúng ta thông hiểu hơn kẻ già cả. Vì có gìn giữ các giềng mối Chúa, chúng ta giữ chân mình khỏi mọi đường tà. Để gìn giữ lời của Chúa, chúng ta không xây bỏ mạng lệnh Chúa, vì Chúa đã dạy dỗ chúng ta. Lời Chúa ngọt họng chúng ta dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng chúng ta. Nhờ giềng mối Chúa, chúng ta được sự thông sáng. Vì vậy, chúng ta ghét mọi đường giả dối. Luôn có nhiều bài học mới để học và những kỳ thi mới phải đối diện khi chúng ta muốn tăng trưởng trong ân điển và trong sự hiểu biết về Chúa của chúng ta. Salomon bảo chúng ta hãy vui hưởng đời sống trong khi còn có thể, nhưng không khi nào ông khuyên chúng ta hãy vui với tội lỗi. Niềm vui hiện tại tùy thuộc vào sự an toàn trong tương lai. Nếu chúng ta biết Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của mình, khi ấy tội lỗi của chúng ta đã bị xét đoán trên thập tự giá. Và hôm nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu. Nhưng nếu chúng ta chết mà chưa từng tin nhận đấng Christ, chúng ta sẽ đối diện sự đoán xét tại ngôi Ngài và bị hư mất đời đời như trong Khải Huyền đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15 đã răn. Đời người đáng sống chăng? Vâng, nếu bạn thực sự sống bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ, khi ấy bạn sẽ thỏa lòng dù
Đức Chúa Trời cho phép điều gì xảy đến trong đời sống của bạn đi nữa. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Bạn sẽ nhận được sự sống trong Đấng Christ và hãy thỏa lòng. Amen.